lúc sinh cậu chủ ra bị ngợp ối, cho nên chỗ này cậu chủ có vấn đề. Ý con nói là cậu chủ của con bị khùng hả? À, cái này con không có nói nghe, cái này là mợ gà con nói nghe. Thôi, thôi con biết đọc thôi. Nè, ngợp ối, thiếu máu não, là thiểu năng sao? Làm cái gì vậy? Em đang ngủ mà. Da của vợ đẹp quá nên anh muốn hôn. Em đang mệt lắm. Ôi, cho anh hôn chút đi là ngủ nha. Em đã nói là em đang mệt, muốn khác được không? Anh không chịu đâu, anh muốn hôn liền bây giờ à. Anh muốn hôn vợ liền. Nè, anh làm cái gì vậy? Em nói mà anh không hiểu hả? Em nói là em đang mệt, sao anh phiền phức quá vậy? Xin lỗi. Em cấm anh đụng vào người em đó. Nếu như mà anh còn như vậy nữa, em đi ra ngoài ngủ.